Alo, dạ xin mến chào quý đại gia đình thân yêu của em nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Ngọc. Và Ngọc mến chúc cho đại gia đình của mình có một ngày thật là nhiều niềm vui và có những giây phút thú vị khi xem clip kể chuyện của em ngày hôm nay. Ngày hôm nay em xin phép được kể cho quý đại gia đình của mình một cái câu chuyện có một cái tiêu đề cực kỳ ấn tượng luôn. Chỗ cần cứng thì không chịu cứng đâu. Cái kết tao nói chịu đời sao thấu luôn. Mời đại gia đình của mình cùng lắng nghe cái câu chuyện vui của em ngày hôm nay nha. Thì có hai vợ chồng kia, cái cô vợ này á thì cổ rất là đẹp, điện nước tao nói đầy đủ đẩy đà vậy thôi, tao nói dáng người dễ thương lắm, nói chuyện có duyên vô cùng luôn. Và cái cô gái này cũng còn rất là trẻ, mới có 25 27 tuổi à. Mà cái ông chồng này nè, ổng lại là một cái người đàn ông cũng rất là kêu bằng là cao to, cũng lực lưỡng dữ lắm, cơ bắp cuồn cuộn luôn, tại vì ổng hay tập gym á, tập tạ rồi bụng 6 múi rồi dữ dằn lắm. Ai nhìn tướng tá ông này cũng thấy nói trời ơi, đàn ông người mà tướng tá ngon quá, giống như là diễn viên mà Hollywood Mỹ vậy đó. Đó. Thì hai chồng này cũng tính lại là cũng xứng đôi vừa lứa dữ lắm. Nhưng mà có cái là có cô vợ này nè, cổ có một cái nhu cầu cũng khá là cao. Nhưng mà có cái ông chồng này thì tao nói cái của ổng đó, cái quý của ổng tao nói nó nhỏ xíu xíu à. Đó, thành thử ra là hai vợ chồng này lúc mà họ cưới nhau thì họ lại không có chịu sống thử trước hôn nhân, thành thử ra nhắm mắt chắp mũi do mai mối lấy đại lấy đùi đó. Nhưng bây giờ lỡ rồi, ván đóng thuyền gạo nấu thành cơm rồi, đâu có thể nào thay đổi nữa đâu. Bây giờ cô vợ cũng phải đành lòng, dù là nhu cầu cao phải đành lòng cắn răng chịu đựng, không dám hé miệng nửa lời sợ ông chồng cũng buồn. Còn cái ông chồng này thì lúc nào mặt của ổng cũng không có vui hết trơn á, tại vì ổng cũng nghĩ là ổng cũng bị bệnh vậy đó, nhìn thấy nhỏ xíu vậy đó, thành thử ổng cũng mặc cảm đó. Ổng cũng bằng cách là cái cô vợ này thì công việc nhà thay vì phụ nữ đàn à là phải làm, nhưng mà đàn ông thì cái anh này ảnh không kệ nể cái chuyện phụ nữ hay đàn ông, giặt giũ nhà cửa nè, rửa chén nè, quét nhà nè, tất cả mọi chuyện thì anh này ảnh muốn ôm xô anh làm hết trơn rồi, để anh lấp đi, anh che đậy đi, tại vì anh không có đủ bản lĩnh để làm một người chồng như bao người đàn ông khác, cho nên là anh muốn lấy cái công việc của anh làm việc nhà này nọ kia để làm vui lòng cái cô vợ. Bạn bè hàng xóm láng giềng ai cũng nói trời ơi đàn ông mà phơi đồ giặt đồ trời ơi sao mày có phước quá vậy, ai cũng khen cái cô vợ này tấm tắc. Cô vợ này cổ bực lắm, mắt lúc nào mặt của cô cũng chằm dầm, mặt cũng sụn đóng xuống vậy nè, nghe người ta khen chồng mình giỏi vậy đó, trời ơi giỏi gì giỏi, bực muốn chết luôn vậy đó. Cái cô vợ này cô lúc nào cũng cầu nhau, cô không có vui gì cái chuyện kia, thành thử ra là nhưng mà cũng đã đành chấp nhận thôi, chứ giờ sao giờ không lẽ giờ đàn bà phụ nữ mà bây giờ không vì cái đó mà bây giờ phải ly, giống như là đi ra đường để mà tìm một cái mối tình mới, đi ngoại tình, đàn bà con gái đi ngoại tình là đâu có được, như là xã hội người ta sẽ bêu rêu, người ta sẽ nói cổ này nọ kia, cho nên là cổ cũng cắn răng chịu đựng không có dám đi ngoại tình mà luôn, mà bây giờ cứ nhưng như vậy hoài, hai chồng sống với nhau vậy hoài đó. Thì bắt đầu là đến một ngày nọ, ta nói cái chuyện này khúc này nó mới gay gắt nè. Bắt đầu là tối hôm đó đó thì ông chồng ổng cũng làm bà vợ. Ông làm bà vợ thì bà vợ này kỳ này bà bực lắm rồi, bà đứng lên. Bà nói bà mẹ nó nữa. Tướng tá con người anh nó cái gì nó cũng ngon lạnh trơn trọi, tay chân như này coi nè, cuồn cuộn cái bắp cuồn cuộn 6 múi nè. Đó, đó. Mà bây giờ hả anh coi đó, có một cái chuyện đó không mà làm cũng không xong nữa. Trời đất ơi, bây giờ anh nghĩ đi. Đó. Cái gì cần cần bự thì không bự, cơ bắp thì cuồn cuộn như nè, còn cái chỗ kia thì nhỏ xíu xíu vậy đó, chịu nói không, y hệt với cái đuôi thằng lằn mà quấy vô ly sữa vậy đó. Cái câu này em nghe ở đâu đó rồi nè, cái đuôi thằng lằn mà quấy vô cái ly sữa vậy đó đó, bực bội ghê không. Thì cái ông chồng này kỳ này ổng bị bà vợ nói quá đi, ổng mới giận giống như là ổng cũng như là ổng buồn quá đi, ổng mới đi bỏ đi nhà đi bụi luôn, ảnh mới đi ra ngoài góc công viên á, ảnh ngồi ảnh khóc. Anh khóc thấy tội nghiệp đáng thương lắm. Thì bất thình lình á, có một ông bụt có nghĩa là ông tiên đó, ông này ổng trốn ở trong cái cây cổ thụ đó, ổng mới nghe thằng cha này sao khóc quá, ổng mới xuất hiện. Ổng nói tại sao con khóc, trời ơi anh thanh niên này, anh thấy ông bụt anh mừng quá, anh nói ông bụt ơi con á, con buồn lắm ông bụt ơi, tại vì á vợ con á tao nói nó chê cái đó của con, nó nhỏ xíu, nó chê cái đó của con nhỏ xíu không có như bao người khác, tao nói nó chửi con ghét à, dù cho con có làm việc nhà giỏi cách nấy con xoa dịu đi nhưng mà vẫn không được. Thì ông bụt ông nói cái đó là cái gì, nhà ngươi có thể nói rõ hơn được không để ta mới giúp ngươi được. Thì cái cô gái này cũng mới nói chứ, cái anh chàng này anh mới nói chứ trời ơi cái đó của con á là cái bằng là cái đó đó ông bụt. Ông nói ông bụt nói cái đó là cái gì, cái đó là cái gì ngươi phải nói rõ là cái đó là cái gì nhỏ xíu.
Dạ thì bất thình lình ở ngay công viên ấy đó, nó có một cái bầy ngựa ta đang nuôi ở trong chuồng đó, thì có một con ngựa đực đang đứng, thì ông mới anh này anh thanh niên mới chỉ cho ông Bụt đó: "Bụt ơi, ông Bụt ơi, cái đó của con giống như cái của con ngựa đó, con muốn của con nó giống như con ngựa vậy đó, để cho con vợ con nó vui, để nó đừng có chửi con nữa." Ông Bụt ông cười, ông vuốt ra ông cười: "Ha, cái chuyện này dễ ợt à, giờ tối ngay ngày ngươi cứ về đi, rồi ngươi sẽ thấy một cái điều kỳ diệu sẽ xảy ra đó, như những gì ngươi mơ ước." Bắt đầu anh này anh mừng quá anh chạy một mạch về nhà: "Trời ơi, cảm ơn ông Bụt nhiều lắm, ôi cảm ơn dữ lắm." Rồi tối nay bắt đầu ổng mới làm con vợ, ổng làm con vợ thì bữa nay tao nói hoành tráng luôn, bà vợ không dám nói nửa lời luôn. Tao nói: anh em ngọt xớt à, thôi anh ơi anh đừng làm việc nhà để em làm cho, trời ơi sáng mai cứ bằng là cứ anh em ngọt xớt luôn, tại vì bữa hôm nay là hoành tráng nhất trong các, nhưng mà đó giờ chưa bao giờ có chuyện xảy ra vậy luôn." Hai chồng bắt đầu sống sống với nhau hạnh phúc luôn nha, hai vợ chồng vui vẻ lúc nào mặt cũng cười tươi như hoa. Thì bất thình lình kế bên nhà có hai vợ chồng kia cũng dạng lục đục cái chuyện mà nhỏ xíu xíu đó, thì cái bà vợ cũng chê ông chồng nhỏ xíu xíu, cho nên là hai chồng chửi nhau nhau chửi lộn như là ta nói như ăn cơm bữa vậy đó. Thì bất thình lình cái cô vợ mới nói: "Anh ơi, sao em thấy vợ chồng của thằng này hồi lúc trước nó cũng cãi lộn giống vợ chồng mình, sao bữa nay nó hạnh phúc, tao nói chồng vợ nó cười hí 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 tối ngày vậy, anh qua anh hỏi thử coi nó có cái bí quyết gì không, chứ giờ em cãi lộn với anh điếp cũng mệt nữa, mẹ em bực cái góc của anh sao nhỏ xíu à, nó xíu xíu vậy nè, ông nội này cũng giống như ông nội kia vậy đó, cũng giống xíu xíu à." Thì bắt đầu là đàn ông với đàn ông thì tâm sự với nhau dễ hơn, nó mới hỏi bí quyết của tụi bay là gì, để tại sao mà tụi bay hạnh sống hạnh phúc vậy, để tao có gì bắt chước theo. Bắt đầu cái anh này ảnh nhỏ xíu xíu nè, ảnh mới lên hỏi cái thằng kia đó, hai chồng mới đó là hỏi: "Trời, sao mà tao thấy dạo này hai chồng mày bớt cãi lộn nhau rồi sống hạnh phúc, vợ mày tao thấy nó cưng mày như chiếc mỏng vậy, nó không có kêu mày làm việc nhà phơi đồ nữa hả?" "Vợ chồng tao giờ hạnh phúc lắm mày ơi, tao có một cái bí quyết hay lắm." "Mày bí quyết mày là gì vậy, mày chỉ tao đi." "Tao nói vợ chồng tao bữa giờ, tao nói con vợ tao nó chửi tao riết, nó nói cái đó của tao cho nhỏ chiếu chiều à, nó bực quá, nhưng mà nó cũng giờ nó không biết làm sao." "Trời ơi vậy hả, vậy vợ chồng mày giống vợ chồng tao rồi đó." "Trời ơi, vậy mày hỏi đúng người rồi mày ơi, để tao chỉ cho mày nha, mày làm theo cách này là bảo đảm con vợ của mày nó cưng mày như là hột xoàn kim cương, nó không dám đụng tới mày nữa. Nó sẽ kêu mày anh em ngọt xớt à, nó sợ mày lắm. Bây giờ mày nghe lời tao á, mày mày chạy ra ngoài công viên tối nay nè, mày ra ngoài đó mày khóc, mày khóc chỗ cây cổ thụ bự nhất ngoài đó đó, rồi mày gặp ông Bụt mày nói là của con xin ông Bụt cho con giống của con á, là coi như con vợ con nó khóc nó giận con á, nó chửi con ghét à, cho nên bây giờ con buồn lắm tại cái đó của con nó nhỏ." Xong mà mày ông hỏi là cái đó là cái gì, mày chỉ con ngựa nghe không, rồi mày sẽ thấy cái điều kỳ diệu xảy ra. "Vậy hả mày, trời ơi vậy hả, trên đời này có ông Bụt thiệt hả, thôi cảm ơn mày nha, trời ơi thằng bạn thân chí cốt của tao." Tối hôm đó trời ơi cái thằng này nè nó chạy một mạch ra ngoài, cái thằng mà nhỏ xíu xíu á nó chạy ra ngoài công viên nó mới nói "Con khổ quá ông Bụt ơi." 30 phút mà không thấy ông Bụt xuất hiện luôn, nó khóc chắc không có thật tâm hay sao đó, ông Bụt cũng chưa xuất hiện. Cái kỳ này nó khóc lớn hơn, nó nói: "Ông Bụt ơi, ông giúp con đi, con nghe thằng bạn con nó nói ông Bụt giúp nó, bây giờ tao nói vợ chồng nó sống với nhau hạnh phúc quá, còn con khổ quá, ông Bụt ơi giúp con đi." Ông Bụt ông nghe nó khóc thảm thiết quá cái ông mới xuất hiện, ông mới hỏi: "Tại sao con khóc?" Thì thằng này nó mới nói: "Dạ thưa ông, con vợ con nó chê cái đó của con nhỏ xíu xíu à, thành thử ra bây giờ con muốn cái đó của con nó to hơn, nó bự hơn để cho con vợ con nó vui." Thì cái đó là cái gì, nhà ngươi phải nói rõ thì ta mới biết, ta mới giúp được. "Dạ cái đó của con giống như cái của con ngựa vậy đó, con ngựa đó bây giờ ông giúp cho con giống vậy đi." Thì ông Bụt nói: Ha, chuyện này dễ ợt à, nhà ngươi hãy đi về đi, rồi tối nay ngươi sẽ thấy cái điều kỳ diệu xảy ra." Thế là cái anh này ảnh mới đi về. Trời ơi, trước khi ổng đi về, ổng đi ăn hủ tiếu bánh canh rồi cho nó no nê là có sức chứ. Tối nay sẽ là một ngày hoành tráng của hai vợ chồng mình. Tối hôm đó, trời ơi, cái ông chồng này ổng ăn uống no nê rồi, bắt đầu tắm rửa sạch sẽ rồi mới bắt đầu làm cô vợ. Thì mới ổng mới vừa tuột cái quần của ổng ra thì cái cô vợ của thấy một cái của la: "Á! Trời ơi! Cái của anh đâu mất rồi?" Trời ơi, ông chồng nói: "Trời ơi, cái của anh đây nè, chứ đâu?" Ông nhìn xuống nói: "Ủa sao cái của anh nó mất rồi em ơi?" cái cô vợ nói: "Em đâu biết, trời ơi, cái này của anh không biết, bữa nhỏ xíu xíu giờ nó mất tiêu luôn rồi, sao nó biến thành cái gì kỳ cái gì giống như của em vậy mà sao nó chà bá lửa vậy?" Thì bắt đầu ông chồng mới nói:
Chết rồi em ơi, chắc hôm bữa anh chỉ là giống cái đó, anh xin ông Bụt giống cái đó là ông chỉ chúng chúng cái con ngựa cái. Cái con ngựa cái thì nó giống như của anh ấy, em như tình tử nó tới, con ngựa cái thì nó phải bự hơn vậy. Trời ơi, cái cô vợ nói trời ơi trời, chồng mới là chồng, trời ơi tôi đâu có cần cái này đâu, tôi đã có rồi, tôi đâu có cần chi. Trời ơi, tôi cần là cần cái kia kìa, ông trở lại cho cũ nguyên hình cho em đi, trở lại như anh của ngày hôm qua đi anh ơi. Đây là cái câu chuyện cũng khá là vui. Em cảm ơn quý đại gia đình của mình rất là nhiều vì đã lắng nghe cái câu chuyện của em ngày hôm nay nha. Mến chúc cho đại gia đình của mình một ngày thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Xin chào.